Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới Nhất. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên là những tin chính. Trong tuần qua, những cơn mưa lớn đã không ngừng trút xuống nhiều tỉnh phía đông của Trung Quốc, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, được mệnh danh là cơn lũ nghìn năm có một của Trung Quốc. Đợt thiên tai này đã khiến hàng chục người dân nước này thiệt mạng và con số đó có thể tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Các thành phố chìm trong nước lũ, trong nhiều bến tàu điện ngầm, nước lũ ngập cao hơn đầu người, bên ngoài dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Tình hình đã thê thảm tới nỗi Chủ tịch Tập Cận Bình đã phải lên tiếng, quả thực, đối với một đất nước mới chỉ đứng dậy sau cơn đại dịch COVID-19, trận thiên tai tiếp tục là một thảm họa, gieo rắc nỗi khổ đau cho hàng triệu người Trung Quốc. Sau Trịnh Châu, nhiều thành phố khác ở Trung Quốc đối mặt nguy cơ mưa lũ lớn, bão lớn dự kiến đổ bộ vào nhiều tỉnh duyên hải ở Trung Quốc trong vài ngày tới. Thành phố Thượng Hải đã thiết lập các rào chắn lũ lụt đề phòng khả năng mưa lớn kèm lũ tấn công hệ thống tàu điện ngầm. Trong vài ngày qua, mưa lớn kiểu ngàn năm có một đã gây ra tình trạng đột tội nghiêm trọng tại tỉnh Hà Nam, khởi đầu là thủ phủ Trịnh Châu rồi lan sang các thành phố thị trấn khác trong tỉnh, làm ít nhất 56 người thiệt mạng. Mưa lũ khiến 400.000 người Trịnh Châu rơi vào tình cảnh mất nhà cửa, với thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Trong khi các nỗ lực cứu hộ khắc phục hậu quả thiên tai đang được gấp rút triển khai ở Hà Nam, nhiều tỉnh khác ở Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ lụt lội khi một cơn bão vốn là một phần nguyên nhân gây mưa lớn ở Hà Nam di chuyển đến Thái Bình Dương. Cơn bão mạnh có thể là tên pháo hoa, cơn bão số 3 được dự báo đổ bộ vào vùng ven biển duyên hải miền Nam Trung Quốc, nằm giữa hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến. Hoàn lưu bão nhiều khả năng sẽ gây ra mưa lớn ở miền Bắc và Đông Bắc, cũng như vùng núi ở miền Trung và miền Nam Đài Loan, Trung Quốc. Bão cũng được cho là có khả năng gây ra mưa lớn, sạt lở đất ở tỉnh Chiết Giang trong chiều ngày thứ Bảy hoặc rạng sáng ngày Chủ nhật tới. Tỉnh Chiết Giang Jiang Shanji cho biết đã nâng mức cảnh báo thảm họa lên ngưỡng cao thứ hai. Còn tại Thượng Hải, chính quyền cũng đang nỗ lực thực thi các biện pháp đảm bảo an toàn cho 25 triệu dân của thành phố trước nguy cơ xuất hiện gió giật mạnh kèm mưa lớn. Sở Giao thông Vận tải Thượng Hải ra thông báo sẽ đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm nếu có gió mạnh. Lực lượng chức năng đã huy động các lực rào chắn để bảo vệ mạng lưới tàu điện ngầm sau khi xảy ra vụ 12 người thiệt mạng dưới tàu điện ngầm ở Trịnh Châu trong vụ lụt vừa qua. Theo dự báo, bão số 3 cũng sẽ gây mưa lớn tại nhiều thành phố, thị trấn ở Phúc Kiến, đặc biệt là tại các đô thị như Phúc Châu, Nam Bình, Ninh Đức. Lũ lụt ảnh hưởng hơn 7,5 triệu người Trung Quốc. Chính quyền Hà Nam cho biết hơn 7,5 triệu dân chịu ảnh hưởng lũ lụt, 56 nạn nhân thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người phải sơ tán. Số người chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thông báo cập nhật của chính quyền Hà Nam cao gấp đôi con số 3 triệu được công bố hôm thứ Tư, khoảng 585.000 người sơ tán tạm thời khỏi nhà cửa, trong khi 911.000 người khác phải được chính quyền di rời. Trận lụt chết người mà chính quyền địa phương mô tả là nghìn năm có một, gây thiệt hại diện rộng ở thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, khiến cho thành phố này bị mất điện và nước. Truyền thông Trung Quốc đưa tin điện sẽ được khôi phục trong hôm nay, trong khi nước sạch được cấp lại vào ngày mai. Mưa đã dứt tại Trịnh Châu, dự kiến sớm trở lại bình thường, nhưng thành phố Tân Hương gần đó đang hứng chịu những trận mưa lớn hơn nữa, khiến cho nhiều nhà cửa và những ngôi làng ở vùng sâu vùng xa chìm trong nước lũ. Các dấu vết còn sót lại trên tường một số ngôi nhà cho thấy mực nước dâng cao tới ngực. Trận lũ đã làm hư hại một đoạn đê trên sông Vị Hà, thành phố Hoặc Bích tối ngày thứ Tư, khiến cho nhiều ngôi làng gặp nguy hiểm. Giới chức không thể ngăn nước mà tràn bờ, dù đã đổ nhiều lần xe tải đá lên đoạn đê bị vỡ. Một quan chức giấu tên cho biết tất cả ngôi làng gần đó được sơ tán kịp thời nên không xảy ra thương vong. Mưa lũ gây vỡ đê ở Hà Nam, Trung Quốc, thành phố Tân Hương nguy cấp. Hai đoạn đê trên sông Vệ ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã bị vỡ do mưa lớn lọc độ xối xả. Thêm một thành phố ở tỉnh này lâm vào tình trạng nguy cấp. Sau nhiều ngày mưa lớn, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Hoặc Bích của tỉnh Hà Nam đã bị vỡ. Mặc dù nhiều xe chở đá và xe tải lớn đã được đẩy xuống sông, nhưng vẫn không lấp nổi chỗ đê bị vỡ. Hiện tại hai ngôi làng ở đây đã gãy thất thủ, các ngôi làng gần đó đã bị nhấn chìm trong biển nước, trong khi mực nước vẫn không ngừng dâng cao. Vào lúc 5 giờ sáng thứ Năm theo giờ địa phương, một thị trấn của huyện Tuấn bên dòng sông Vệ tiến hành xả lũ, khiến cho người dân phải di rời khẩn cấp. Huyện ngày đêm qua đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lũ lên cấp 1, tức mưa cao nhất. Con kênh có tên Cộng sản Chủ nghĩa cách sông Vệ không xa về phía tây, lượng nước cũng đã tràn về vào lúc 10 giờ. Trước đó, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam cũng đã bị vỡ. Mặc dù trước đó người dân địa phương đã đẩy xuống sông hai chiếc xe tải cỡ lớn để bịt chỗ thủng, thành phố này đã phải ra thông báo khẩn cấp, yêu cầu di rời người dân và tổ chức lực lượng cứu hộ vá đê. Gần 30.000 người tại Tân Hương đã được di rời khẩn cấp. Cùng với đó, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp kiêm Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Chu Học Văn đã dẫn đầu một đoàn công tác liên ngành đến Tân Hương để hỗ trợ phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Dân Trịnh Châu Âu đòi câu trả lời sau vụ làm ngập tàu nghiện. Lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung Trung Quốc đã khiến một cơ quan bị chỉ trích kịch liệt. Cùng lúc đó, một cơn bão mới đổ bộ vào bờ biển phía đông của nước này. Do cơn lũ, tuyến tàu điện ngầm số 5 của thành phố Trịnh Châu đã bị ngập vào tối thứ Hai, khiến ít nhất 12 hành khách thiệt mạng. Trên khắp thủ phủ của tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, nhiều nạn nhân của trận lũ kinh hoàng đang yêu cầu được biết nguyên nhân tàu điện ngầm không hạm dừng hoạt động khi dâng cao lên các thành phố, tại sao không đóng cửa trạm ngay lập tức khi nước bắt đầu ngấm vào khoảng 15 đến 16 giờ. Một người dùng mạng xã hội trên Weibo hỏi, hơn chục hành khách đã thiệt mạng mà không ai đứng ra chịu trách nhiệm. Theo một người khác, ban quản lý tàu điện ngầm Trịnh Châu đổ lỗi cho thảm họa là do một trận mưa lớn hiếm gặp
khiến cho nước phá vỡ bức tường chắn tại ga Sa Châu. Vào lúc 18 giờ, làm hơn 500 hành khách bị mắc kẹt. Những người sống sót đã chia sẻ đoạn video quay lại cảnh các hành khách bị mắc kẹt bên trong toa tàu tối tăm khi mực nước dâng đến ngang vai đang chờ được giải cứu. Một số người đã mất hy vọng sau khi chờ đợi 4 giờ đồng hồ và đã gửi tin nhắn cuối cùng cho gia đình. Lũ lụt dường như đang chìm với Trịnh Châu, song chính quyền địa phương đang thành phố Tân Hương ở thành phố Bắc Trịnh Châu đã ban hành cảnh báo sơ tán vào ngày thứ tư sau khi hơn 90 ngôi làng bị ngập. Theo truyền thông địa phương, một con đập trên sông Vị Hà bị vỡ vào sáng thứ năm. Lũ lụt đã làm 33 người thiệt mạng ra đến nay và gây thiệt mạng đến 3 triệu người trên tổng dân số 96 triệu người toàn tỉnh Hà Nam. Một quan chức cho biết ngày thứ tư rằng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 188 triệu đô la Mỹ và 215.000 hectare cây trồng bị phá hủy. Trong một diễn biến khác, Trung tâm Khí tượng Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo vào ngày thứ 5 về cơn bão số 3, dự kiến sẽ đổ bộ vào các thành phố ven biển phía đông Trung Quốc, bao gồm Thượng Hải với lượng mưa lớn vào 2 ngày tới. Chính quyền địa phương trong khu vực đã treo thông báo cấm các hoạt động ngoài trời. Hàng trăm ô tô bị nước cuốn trôi như lá trong trận lũ lụt lịch sử tại Trung Quốc. Hình ảnh hàng trăm chiếc xe ô tô bị nước nhấn chìm trong trận lũ lịch sử đang xảy ra tại Trung Quốc thực sự gây sốc. Nhiều thành phố ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang phải hứng chịu một đợt mưa lũ lịch sử, được ví là ngàn năm có một, khi lượng mưa trút xuống trong 3 ngày qua bằng tổng lượng mưa trung bình trong cả một năm, gây ra cảnh tượng đổ nát và ngập lụt ở nhiều nơi. Mới đây, hình ảnh phương tiện giao thông bị nước lũ nhấn chìm và cuốn trôi tại thành phố Trịnh Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã được chia sẻ lên mạng xã hội và khiến nhiều người phải sốc, gây choáng váng. Dù đã được xem là đợt lũ lụt tỉnh này là đợt ngàn năm có một, cơ quan khí tượng địa phương cảnh báo rằng mưa vẫn có thể sẽ tiếp tục trong những ngày tới và mở rộng sang các khu vực khác. Một thuyền dẫn viên du lịch bật khóc khi nhận ra rằng cô đã qua mặt thần chết trong hai trận động đất lớn ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Du khách có thể mua nhiều sản phẩm còn ưu đãi tại lễ hội du lịch như tour, vé máy bay, phòng khách sạn. Trên website của chương trình, chỉ là quán nhỏ lụp xụp bên đường nhưng bàn bánh của ông chủ 60 tuổi vẫn thu hút rất đông thực khách. Các gian hàng của hãng bay, công ty hàng lữ hành đông nghịt khách trong ngày khai mạc lễ hội khuyến mãi du lịch ở Hà Nội. Trong rủi ở quốc gia Nam Á, bạn sẽ thấy những chiếc xe tải được sơn vẽ giống như bình hoa di động khổng lồ. Với 4.000 USD mỗi lần, hành khách sẽ có 8 người phục vụ, ô tô đưa thẳng đến cửa máy bay mà không cần check-in, xếp hàng làm thủ tục. Ngày hôm đó, Himin, nữ hướng dẫn viên của công ty Tung Hua Travel dẫn đoàn 19 khách tới cửa Trại Châu và qua đêm tại khách sạn Yanuan Hangzhou. Theo paper.cn, khi cơn địa chấn xảy ra tối hôm đó, Himin đang ở một mình trong thang máy và khách sạn đột ngột mất điện. Điện thoại hết pin, Himin đập cửa để cầu cứu mà không biết rằng bên ngoài đang hỗn loạn vì trận động đất 7 độ Richter. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và không biết phải làm gì, Himin nói. Cô nhìn thấy ánh sáng và khi nằm dưới sàn, càng tuyệt vọng hơn khi không có ai tới cứu trong vòng nửa tiếng. Nghĩ đến đứa con 3 tuổi ở nhà, Himin lấy hết sức mà cử bàn tay không để thoát ra ngoài. Cô không thể là cầm nước mắt khi có người báo rằng vừa mới có một trận động đất, tôi không thể tin mình lại trải qua thêm một lần động đất chỉ trong vòng 10 năm. Động đất lần này xảy ra ở gần khu du lịch nổi tiếng Cửu Dạy Câu, khiến 19 người thiệt mạng và 175 người bị thương, hàng chục nghìn hành khách du lịch bị ảnh hưởng. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.